Thời gian qua, chắc hẳn nhiều người hâm mộ Manchester United vẫn còn cảm giác lâng lâng sau những thay đổi đầy bất ngờ ở dưới thượng tầng. Sir Jim Ratcliffe đã có những động thái đầu tiên nhằm cải tổ bộ máy lãnh đạo, và mới nhất là việc ông cùng với nhà Glazers bổ nhiệm Omar Borada vào vị trí giám đốc điều hành. Chắc hẳn là nhiều cổ động viên vẫn còn thắc mắc về việc người đàn ông sinh năm 1978 sẽ đảm nhiệm vai trò gì tại nhà hát của những giấc mơ, cũng như ông sẽ có tác động ra sao trong việc mua sắm cũng như bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng để đưa đội bóng phát triển toàn diện. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp giúp các bạn phần nào hiểu hơn về vai trò của Omar Borada tại Manchester United, cũng như kế hoạch sắp tới mà đội bóng dành cho ông là như thế nào. Theo thuật ngữ dùng trong công việc hàng ngày của chúng ta thì giám đốc điều hành, tức CEO, là người nắm quyền quản lý, vận hành một tổ chức hay một đơn vị doanh nghiệp về một mảng nào đó, có thể là thể thao, sản xuất hoặc xây dựng. Đây là chức danh có quyền hạn điều hành cao nhất cũng như quyền quyết định mọi hoạt động của công ty, cũng như quản lý toàn bộ dàn giám đốc nhỏ ở phía dưới. Trong mỗi doanh nghiệp hiện đại, CEO chính là người trung gian kết nối giữa hội đồng quản trị và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể thấy, họ vừa đảm nhận vai trò của một người lãnh đạo, vừa đại diện của doanh nghiệp trong các hoạt động truyền thông quảng cáo thương hiệu. Cùng với đó, CEO cũng là người chịu trách nhiệm chính trong cả chuyên môn lẫn tài chính của một doanh nghiệp. Với vai trò bao quát toàn bộ hoạt động, cũng như là người báo cáo làm việc trực tiếp với hội đồng quản trị, giám đốc điều hành đóng vai trò cực kỳ quan trọng để các kế hoạch được thông qua nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Trước đây thì Manchester United cũng từng có rất nhiều vị giám đốc điều hành hàng đầu, điển hình như là Peter Kenyon hay sau đó là David Gill. Cả hai đã góp phần tạo nên vinh quang cho đội chủ sân Old Trafford. Sau này khi mà Ed Woodward lên thay thế, ông có thể là một gã mù về chuyên môn bóng đá, đưa ra quyết định chuyển nhượng sai lầm, nhưng vẫn là một người rất giỏi về kinh tế và kiếm tiền. Nhờ công của Ed Woodward, doanh thu cũng như giá trị của Manchester United vẫn có chỗ đứng nhất định, dù cho kết quả trên sân là vô cùng bết bát. Tất nhiên, điều quan trọng với một đội bóng vẫn là danh hiệu, thành tích trên sân cỏ, thế nên những gì mà Ed Woodward đã làm được xem là chưa hoàn thành. Sau khi mà Ed Woodward rời đi và Richard Arnold lên thay, Quỷ Đỏ đã bắt đầu bổ nhiệm nhiều giám đốc chức năng để phân chia công việc cụ thể đúng với chuyên môn, đồng thời cải tổ lại bộ máy tổ chức để công việc được đến với đúng người, tránh tình trạng ôm đồm quá nhiều dẫn đến những kết quả không hợp lý. Và chúng ta đã thấy một chút khởi sắc nơi đội bóng trong năm đầu tiên mà Erik ten Hag nắm quyền. Tuy đã bổ nhiệm được một vài vị trí về chuyên môn, nhưng rõ ràng là nhiều cái tên không quá tài năng đã khiến cho Manchester United không thể phát triển hơn và chỉ dậm chân tại chỗ với nhiều quyết định được đưa ra không hề hợp lý một chút nào, dẫn đến tình trạng là họ tiếp tục gặp khó trên thị trường chuyển nhượng cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến nội bộ trong phòng thay đồ. Cuối cùng, khi mà Sir Jim Ratcliffe lên nắm quyền điều hành, ông đã mạnh tay trong việc cải cách lại bộ máy của đội chủ sân Old Trafford. Nhận thấy bản thân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, Richard Arnold đã rời đi và để lại khoảng trống lớn ở vị trí lãnh đạo. Patrick Stewart là người lên thay thế tạm thời cho đến khi có vị giám đốc điều hành mới. Ông là một nhân vật điềm đạm, ít nói nhưng có tầm ảnh hưởng khá lớn. Patrick Stewart có mặt ở hầu hết các trận đấu của Manchester United trên sân nhà và có khả năng đối thoại rất tốt. Ông cũng tham gia nhiều ủy ban của Premier League và có chân trong Liên đoàn bóng đá Anh FA. 17 năm làm việc tại Old Trafford đã mang lại cho ông kinh nghiệm, nhận được sự tin tưởng để ban lãnh đạo cho làm CEO tạm thời. Nhưng với một người ôm đồm nhiều công việc cho cả FA lẫn một chân trong tổ chức của Tòa án Trọng tài Thể thao CAS, Patrick Stewart khó có thể đảm đương trách nhiệm làm CEO lâu dài được. Chính vì vậy, Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự đã phải gấp rút tìm ra cái tên xứng đáng cho vai trò đầu tàu của Quỷ Đỏ, là người giúp ông kết nối tốt với đội bóng để cùng đưa ra những quyết định sáng suốt. Tưởng chừng như Jean-Claude Blanc, cựu giám đốc điều hành của Juventus, sẽ là người được chọn mặt gửi vàng khi ông đã làm việc cho Ineos từ tháng 12 năm 2022. Nhưng tỷ phú người Anh thì lại muốn Blanc tham gia vào hội đồng quản trị và chiêu mộ Omar Borada, khi ấy hiện đang là giám đốc trong bộ máy City Football Group, công ty điều hành của Man City cùng với rất nhiều câu lạc bộ trên toàn thế giới. Dù đã theo đuổi cũng như đàm phán từ tháng 11 năm ngoái, nhưng quả thực là mọi chuyện diễn ra theo một kịch bản được bảo mật nghiêm ngặt, để khi thông báo được đưa ra, tất cả đều phải ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa,
vì cái tên sẽ ngồi vào vị trí giám đốc điều hành của đội chủ sân Old Trafford. Và ông sẽ được giao hai nhiệm vụ chính, đó là quản lý về khía cạnh thể thao cũng như các hoạt động thương mại và kinh tế. Về chuyên môn, Omar Borada sẽ giám sát chuyển nhượng và đàm phán hợp đồng. Ông không phải là người trực tiếp đi thương lượng đánh giá cầu thủ, mà sẽ lắng nghe những đề xuất và ý kiến từ các giám đốc ở dưới để đưa ra quyết định cuối cùng trước khi cùng với hội đồng quản trị thống nhất để tiến hành công việc. Quyền hạn của CEO là rất cao khi ông sẽ báo cáo và làm việc trực tiếp với giới chủ. Thậm chí nếu Omar Borada là một người đủ giỏi để Sir Jim Ratcliffe tin tưởng, thì ông sẽ còn trao quyền hạn lớn hơn là quyết định trực tiếp công việc, thay vì phải báo cáo để xin ý kiến hay là bất cứ vấn đề gì khác. Đây sẽ là thời cơ nhưng cũng là thách thức cho người đàn ông sinh năm 1978 nếu muốn phát triển hơn khi làm việc tại nhà hát của những giấc mơ. Về lĩnh vực kinh doanh thương mại, bao gồm nhà tài trợ, cơ sở hạ tầng, truyền thông, doanh thu, đi kèm với việc điều hành một doanh nghiệp có hơn 1.000 người. Đây là điều mà Omar Borada đã làm khá tốt khi ông còn ở Barcelona và sang đến Man City, khi rất nhiều thương vụ tài trợ nổi tiếng đã được ký kết nhằm mang lại lợi nhuận rất cao cho đội bóng và có đủ kinh phí để tự nuôi câu lạc bộ, chứ không chờ tiền từ giới chủ. Nhìn cái cách mà The Citizens thành công trong 13 năm làm việc của Borada, chúng ta sẽ thấy bước chuyển mình cực lớn của đội bóng này. Hàng loạt danh hiệu, những hợp đồng béo bở, cùng với đó là luôn duy trì vị thế trong một thời gian dài. Tất cả đã biến Man Xanh trở thành nhà vô địch của nước Anh cũng như toàn châu Âu, hoàn tất ước mơ của những gã cuốn khăn khi tiếp quản đội bóng và ngay chính cả Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cuối cùng cũng đã lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên sau khi rời khỏi Barcelona. Ông luôn được xem là thất bại khi cầm quân tại Bayern Munich hay là những năm đầu tiên làm việc tại Etihad. Dù vẫn thống trị giải quốc nội, nhưng điều mà Pep mong muốn còn lớn hơn rất nhiều, đó là chinh phục lục địa già với một câu lạc bộ khác, chứ không phải là gã khổng lồ xứ Catalan. Trở lại với việc chiêu mộ Omar Borada, rõ ràng mặc dù nhà Glazer vẫn là chủ sở hữu chính, nhưng việc bán 25% cổ phần cho Ineos và thuê một giám đốc điều hành đã chứng minh được năng lực có thể mang đến những hy vọng nhất định đối với ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. Với giới chủ Mỹ, việc có người thay họ điều hành công tác chuyên môn là điều rất mừng, vì khi đó thì không những họ chẳng còn bị réo tên hay là biểu tình, mà còn ung dung chờ đợi kết quả trên sân để thu về thêm lợi nhuận. Vì với những thành viên trong gia đình này, họ rất giỏi trong việc làm kinh tế, nhưng lại không thể hiện điều đó ở mặt chuyên môn. Chính vì vậy, dù trên danh nghĩa là nhà Glazers đã chiêu mộ Omar Borada, nhưng tác động từ Ineos là rất cao. Thậm chí có thể nói Sir Jim Ratcliffe đã một tay chỉ đạo phía sau thương vụ này. Và đây cũng là người trực tiếp làm việc với ông trong tương lai, thế nên tỷ phú người Anh can thiệp vào cũng là điều hợp lý mà thôi. Theo nhà báo Damesh Seth, Omar Borada đã bị thuyết phục bởi những gì mà Manchester United đang chuẩn bị triển khai dưới thời chủ tịch Ineos, và ông không thể nào từ chối cơ hội được bước lên cương vị cao hơn, đó là giám đốc điều hành của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới với rất nhiều cổ động viên cùng bề dày lịch sử. Điều ấn tượng về thương vụ này là nó được thực hiện rất nhanh chóng, rất yên ắng, và tất cả những tin đồn mà tôi nghe thấy là khi Manchester United đã bày tỏ sự quan tâm của họ với Omar Borada, ông ấy không thể nào từ chối. Đối với Omar, một số người sẽ nhìn nhận vấn đề theo một cách khác và nói rằng Manchester United so với Man City là một bước lùi. Trong đó, Man City có thể được lập luận rằng trên mọi thước đo về bóng đá, họ đều vượt trội hơn Man United. Tuy nhiên, xét về vai trò này, đây là một bước tiến đối với Omar, bởi vì ông ấy từng là giám đốc vận hành của tập đoàn City Football Group, còn hiện tại là giám đốc điều hành của Manchester United. Cùng với đó, bước tiếp theo có thể sẽ là bổ nhiệm một giám đốc thể thao. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, những người ủng hộ đội bóng áo đỏ cảm thấy rằng viễn cảnh về một sự thay đổi hữu hình sắp diễn ra. Sự xuất hiện của Omar Borada dự kiến sẽ được theo sau bằng việc bổ nhiệm một giám đốc bóng đá và một cuộc cải tổ về mặt chuyển nhượng với vị trí trưởng nhóm tuyển dụng. Người đàn ông sinh năm 1978 biết rõ chuyên môn cũng như những gì mà một câu lạc bộ bóng đá cần có. Giờ đây, trong giai đoạn khủng hoảng đã kéo dài suốt hơn 10 năm qua, Quỷ Đỏ cần một điều gì đó để tìm lại vị thế của mình. Và ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe cũng đã có nước đi hết sức đúng đắn khi trọng dụng một người có kinh nghiệm để về làm việc, đồng thời làm suy yếu đối thủ để dần bắt kịp được họ ở đấu trường trong nước. Hy vọng rằng với những kế hoạch được vạch định sẵn trong việc cải tổ khâu chuyển nhượng, đàm phán cũng như chú trọng đến các hợp đồng hợp tác lâu dài bền vững về kinh tế, Omar Borada sẽ là người hoàn thành tốt công việc và giúp Manchester United không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn duy trì thương hiệu hàng đầu trong nhiều năm tới. Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành những bước cuối cùng để hoàn thiện bộ máy tổ chức,
Và với những tín hiệu tích cực trong thời gian qua, hy vọng rằng tỷ phú người Anh cùng với bộ sậu sẽ mang đến diện mạo mới cho đội bóng này, cũng như tìm cách để họ vượt qua khủng hoảng và tiến bộ hơn nữa, đồng thời lấy lại vị thế của một ông lớn đích thực. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!